Sự sụp đổ của startup thời trang đình đám Zilingo. Zilingo là startup thương mại thời trang đình đám từng được tung hô hết mực khi được định giá hơn 900 triệu đô la, tiệm cận phân khúc startup kỳ lân. Tuy vậy, vào tháng 3 năm 2022 vừa qua, Zilingo đã quyết định sa thải CEO Ankiti Bose vì những khiếu nại về bất thường tài chính. Chỉ trong vòng vài tuần, các chủ nợ đã thi nhau thu hồi khoản vay, hơn 100 nhân viên kỳ cựu nối nhau rời Zilingo. Vậy là tương lai và sự sống còn của Zilingo lúc này đang trở thành dấu hỏi lớn không ai trả lời được. Ra đời sau một lần đi chợ cuối tuần. Câu chuyện về sự ra đời của nền tảng thương mại điện tử ngành thời trang Zilingo vẫn được coi là một truyền thuyết khởi nghiệp ở châu Á. Vào năm 2014, trong một chuyến du lịch đến Thái Lan, cô gái trẻ người Ấn Độ Ankiti Bose, sinh năm 1992, đã đến khu chợ cuối tuần nổi tiếng bậc nhất Đông Nam Á, mang tên Chatuchak để mua sắm. Bose nhận ra rằng, chưa một sản phẩm nào ở Chatuchak được bán online, bất kể nhu cầu rất cao từ thị trường. Rõ ràng mọi người muốn mua những thứ này, và thật lạ lùng là các chủ cửa hàng lại không bán trực tiếp, trong khi tất cả các ngành hàng đều có mặt ở đây. Tại sao lại như vậy? Câu hỏi khiến Bose phải suy nghĩ. Khi trở về quê hương ở Bangalore, Ấn Độ, Bose bắt đầu nghiên cứu và phát hiện ra rằng tại Đông Nam Á có tới 60% doanh thu bán lẻ thời trang đến từ những thương hiệu và nhà thiết kế nhỏ. Trong khi đó, những nhà bán hàng này đang bị bỏ lại phía sau trong cuộc chạy đua của kỷ nguyên số hóa. Thế là với sự hợp sức của người hàng xóm Dhruv Kapoor, một chuyên gia công nghệ lúc bấy giờ đang làm việc cho một công ty game của Mỹ, Bose quyết định thành lập Zilingo, nền tảng bán hàng qua di động tập hợp các cửa hàng thời trang nhỏ khắp các khu chợ lớn như Chatuchak ở Thái Lan hay Hachiland ở Singapore. Ngay trong năm 2015, Zilingo đã được Shailendra Singh, người đứng đầu của công ty đầu tư mạo hiểm Sequoia Capital India, cũng là bạn thân của Bose, rót vốn để hoạt động. Tuy nhiên, cũng giống nhiều startup mới nổi khác, Bose và Kapoor đã phải đối mặt với không ít thách thức ngay từ đầu. Trang web thời trang tập trung vào người tiêu dùng của họ gặp khó khăn lớn vì biên lợi nhuận thấp và thu nhập trung bình tệ hại ở Đông Nam Á. Thế là năm 2017, Zilingo đã quyết định tái định vị lại để trở thành nền tảng B2B, doanh nghiệp với doanh nghiệp, nơi các nhà sản xuất và nhà bán buôn nhỏ có thể bán hàng trực tiếp cho các nhà bán lẻ nhỏ trong khu vực. Với hướng đi mới, Zilingo nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn trên toàn thế giới. Tương lai tươi sáng. Với hình thức kinh doanh mới mẻ, Zilingo ngay lập tức được chú ý. Con số thương hiệu gia nhập nền tảng Zilingo tăng nhanh. Những ngày đầu thành lập, mỗi tháng có khoảng 250 thương hiệu được thêm vào, tạo ra khoảng 3,5 triệu đô la doanh thu hàng tháng cho Zilingo. Với khởi đầu là 100 mẫu bán online, đến năm 2018 đã có trên 60.000 sản phẩm mới hiện diện trên Zilingo mỗi tuần. Khách hàng đến với chợ trực tuyến không chỉ từ các quốc gia Đông Nam Á, mà còn có Australia và Mỹ. Ngoài việc tiếp cận nơi bán hàng, nền tảng Zilingo còn cung cấp cho người bán các công cụ và dịch vụ miễn phí, cũng như không tốn đồng nào khi trở thành thành viên. Trong đó bao gồm quản lý hàng tồn kho, lịch nhận hàng, nghiên cứu dữ liệu, tiếp cận nguồn vốn lưu động và phân phối từ Zilingo bởi startup này giữ mối quan hệ với nhiều đối tác vận chuyển. Zilingo kiếm tiền chủ yếu từ hoa hồng bán hàng ở mức 15-20% cho mỗi giao dịch. Ngoài ra, doanh thu còn đến từ những người trả 100 đô la để sản phẩm của họ được ưu tiên xuất hiện trên nền tảng tìm kiếm của Zilingo. Ngoài Thái Lan, Zilingo còn có trung tâm bán hàng ở Hồng Kông, Hàn Quốc, Việt Nam, Campuchia và Indonesia. Nhà tư vấn thương mại điện tử Terry Kanayan, người từng có 8 năm làm việc tại eBay, cho rằng tiềm năng của Zilingo có thể được dẫn dắt bởi sự tăng trưởng của những thương hiệu tập trung vào giới trẻ. Họ có thể chia sẻ cùng một câu chuyện thành công như Colourpop, startup có khởi đầu là thương hiệu son môi ở Mỹ, chuyên tập trung vào khách hàng trẻ. Với những gì làm được, Bose cùng Zilingo được ca ngợi hết lời, sẽ trở thành kỳ lân công nghệ tiếp theo của thế giới. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Năm 2018, Zilingo huy động được 54 triệu đô từ các nhà đầu tư. Thế là ngay sau đó, Bose quyết định chi tới 1 triệu đô la để mời 9 KOL đến Maroc trong 3 ngày để quảng bá thương hiệu. Tuy nhiên, đó lại là một thất bại lớn vì công ty không được hưởng lợi quá nhiều từ thương vụ này, theo một nhân viên đời đầu của Zilingo cho biết. Tuy nhiên, với số tiền huy động được,
Bose tiếp tục có xu hướng thúc đẩy tăng trưởng điên cuồng, ngay cả khi những lợi ích tài chính trước mắt còn nhiều nghi vấn. Minh chứng là cũng trong năm 2018, Bose đã đưa ra ý tưởng cho các nhà cung cấp và người bán vay tiền. Ban đầu vì mô hình cho vay khá thành công nên những tháng sau đó, Bose tiếp tục tăng cường áp lực bằng cách tuyên bố Zelligo sẽ cho vay nhiều hơn. Nhưng không ai có thể đoán trước được việc đại dịch Covid-19 bùng phát đã khiến Zelligo lỗ nặng. Thậm chí, họ phải xóa bỏ các khoản cho vay nêu trên. Mặc dù thất bại liên tiếp, nhưng Bose vẫn là một ngôi sao nổi tiếng trong ngành kinh doanh thời trang. Đầu năm 2019, Zelligo tiếp tục huy động được 226 triệu đô la, nâng mức định giá lên 970 triệu đô, tiệm cận phân khúc startup kỳ lân. Chúng tôi sắp làm rung chuyển mọi thứ, nữ CEO phát biểu tại một sự kiện ở Singapore. Tuy nhiên, mục tiêu lớn của Bose vẫn là Masayoshi Son, tỷ phú nổi tiếng với việc liều ăn nhiều. Cô nói với các giám đốc rằng Zelligo cần đạt được tốc độ phát triển nhanh chóng để thu hút sự chú ý của Son. Bose đã gặp Son hai lần trong năm đó, nhưng đều thất bại trong việc thuyết phục ông đầu tư vào Zelligo. Đến tháng 10 năm 2019, Bose tuyên bố sẽ chi 100 triệu đô la để mở rộng Zelligo sang Mỹ, mở văn phòng tại New York và Los Angeles. Nhưng chưa đầy một năm sau, chiến dịch này đã thất bại thảm hại khi Zelligo phải đóng cửa các hoạt động tại thị trường này. Cuối năm 2019, các nhà đầu tư cùng nhiều giám đốc khác ở Zelligo đã nói với Bose nhiều lần rằng hãy làm chậm quá trình đốt tiền lại. Các nhà đầu tư đã không nhận được báo cáo tài chính thường xuyên từ Bose. Đến cuộc họp hội đồng quản trị vào tháng 11/2019, họ mới biết rằng Zelligo đạt doanh thu khoảng 7-8 triệu đô một tháng, một con số tương đối leo tèo với một công ty có quy mô lớn. Theo Bloomberg, số tiền 226 triệu đô la mà Zelligo huy động được vào đầu năm 2019 đã bốc hơi sau chưa đầy 2 năm. Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã khiến công ty chao đảo. Nhưng lúc này, Bose lại nhìn thấy cơ hội kinh doanh thiết bị bảo vệ cá nhân, ký thỏa thuận để cung cấp 10 triệu khẩu trang KN95 trị giá 22,5 triệu đô la cho Ấn Độ. Nhưng 6 tháng sau đó, Zelligo đã bị vướng phải cuộc chiến pháp lý với chính phủ vì cáo buộc không giao 3,2 triệu chiếc khẩu trang đúng hạn. Vụ kiện hiện vẫn đang diễn ra. CEO cai trị công ty bằng nỗi sợ. Các nhân viên cũ của Zelligo vẽ nên bức tranh của một CEO cai trị bằng nỗi sợ. Trong công ty, Bose thúc giục nhân viên không ngừng nghỉ. Cô từng nhắn tin với một quản lý cấp cao vào sáng sớm chủ nhật và gọi điện hàng chục lần. Khi người này nhấc máy, cô lập tức chỉ trích, rõ ràng là bạn chưa quan tâm đến công ty đủ nhiều. Bose được cho là từng có lời lẽ không phù hợp với nhân viên, cũng như bất chấp mọi thứ để danh tiếng của mình không bị tổn hại. Khi được hỏi về vấn đề này, Bose cho biết, tôi mới 23 tuổi khi thành lập công ty, tôi thích có quyền kiểm soát ngay từ đầu. Tất nhiên tôi đã mắc sai lầm và rút kinh nghiệm. Dù thế nào, tôi vẫn nghĩ mình không phải kẻ thích kiểm soát. Tháng 1 năm 2021, Bose và các nhà đầu tư gặp nhau và họ đã đề nghị Bose xem xét rời Zelligo. Bose bị sốc, nói rằng cô sẽ không làm như vậy. Không những thế, việc kinh doanh thua lỗ và áp lực gia tăng cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Bose và người đồng sáng lập Kapoor, giám đốc công nghệ của Zelligo. Họ tranh cãi về tương lai của Zelligo vào thời điểm công ty đang vật lộn để tồn tại. Đến tháng 3 năm 2022, Bose nhận được tin nhắn không mấy vui vẻ, bão đang đến. Và ngày sau, cô được yêu cầu tham gia cuộc họp với các nhà đầu tư và bị cáo buộc là quản lý kém, mập mờ về tài chính. Vì vậy, cô bị đình chỉ đến khi cuộc điều tra kết thúc. Về phần mình, Bose hứa sẽ hợp tác trong việc cung cấp tài liệu liên quan. Một tuần sau khi bị đình chỉ, Bose bị hỏi về việc tại sao những mức lương hàng tháng là hơn 36.000 đô la, trong khi hợp đồng lao động cách đây 5 năm của cô ghi là hơn 6.100 đô la. Bose giải thích những con số trên không chính xác, nhưng cũng không cung cấp thông tin cụ thể về mức lương của mình. Sau tất cả những ồn ào, Bose đã bị sa thải. Theo các nguồn tin thân cận, quyết định sa thải Bose không phải đột ngột mà là đỉnh điểm của những sai lầm và khoảng thời gian nhiều năm căng thẳng của cô với các cổ đông khác. Về phần mình, Bose cho biết quá trình cô bị sa thải là không công bằng, đồng thời phủ nhận các cáo buộc. Thời điểm hiện tại, Zelligo đang rơi vào tình trạng hỗn loạn và bất định. Chỉ trong vòng vài tuần, các chủ nợ của công ty thi nhau thu hồi khoản vay, hơn 100 nhân viên kỳ cựu rời đi, một số nhân viên khác thì cho biết họ đang lo lắng về tương lai của mình. Tháng 6 năm 2022 vừa qua, có thông tin cho rằng Hội đồng Quản trị Zelligo đã xem xét việc thanh lý công ty, nhưng đại diện chính thức của công ty đã từ chối bình luận về tin đồn này.
Vậy là số phận của startup thời trang được tung hô ngày nào, nay chỉ còn là dấu hỏi lớn. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.